Welcome to HNT Channel. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về cái tựa game Dragon City, thành phố rồng. Đây là cái thành phố, okay. Mới vào thì nó đang quảng cáo. Nó quảng cáo về bán rồng hay là bán mấy cái đồ mà gì giảm giá các bạn. Đây, tiếp tục cái series này chúng ta sẽ đi vào là thu hoạch tiếp. Đây, và anh em ơi, ok, anh em nào thương mến anh đừng quên chia sẻ và like video ủng hộ anh với nha. Bây giờ mới vô thì chúng ta không có nên vào chỗ đó, chúng ta phải đi thu hoạch trước khi mà vào các bạn. À, thông báo lịch livestream lại với anh em, đó là HNT sẽ live vào một buổi tối tầm khoảng 7 giờ tới khoảng 9 giờ 9 10 giờ gì đấy tối nha các bạn, chứ không phải buổi sáng đâu anh em. On giờ đó là on buổi sáng là không có gặp mặt tôi, không gặp mặt HNT đâu. Ok, đi lụm. Đầu tiên là chúng ta đi vô kiếm điểm chơi Advan cái đã, sau khi có điểm rồi chúng ta sẽ chơi được. Còn 9 phút nữa, 8 phút nữa thì chúng ta mới có bật được cái khiên. Bật được cái khiên thì mới kiếm cơm được, còn hiện tại là chưa bật được cái khiên. Đây, cái con này thì nó là cái hàng mới nè, mà nó giá cao quá. Mang nó đi chắc rất là mắc luôn á. Còn 4 ngày không biết là lấy nó nổi không, mặc dù rất là thích nó. I like it. I like it. Này nhìn rất là đẹp, cầm cái búa mà giờ chỉ mới là cấp E thôi các bạn. Ồ, chúng ta mở được một cái con mới nữa nè. Mở thôi mà nó rẻ rẻ mới lấy được, mà nó mắc quá là chịu thật, chịu trận luôn đấy. Wow, dễ thương kìa, dễ thương ghê các bạn, giống như con mèo vậy. Con mèo ngao. Okay. 60 à, 60 lết, bước 2 bước lên 80 vậy. Mấy con này em còn mới cho nên nó khá là đẹp. Để lấy được nó là chúng ta cũng tốn không ít. Rồi bây giờ thì hôm nay em Tây sẽ cho các bạn xem về một cái con, gọi là cái con. Rồi có nhiều bạn comment đó là anh hãy cho cái con này lên đẳng cấp, gọi là đẳng cấp là bao nhiêu ta quên mất tiêu rồi, hình như là đây, cho nó lên max level. Này là thuyền trưởng, thấy nó cũng đẹp. Ok, hai tay sẽ cho nó lên max level luôn các bạn. Không biết là nó lên nổi level 35 không. Lên luôn nào, 30 rồi. 31 các bạn à. 32 rồi. Oh my god, 33. Đủ level 33 thôi, không lên nổi level 35. Chúng ta bị thiếu rồi, thiếu chút xíu các bạn ơi. Rồi mình sẽ dắt cái con thuyền trưởng này mình đi đánh cho các bạn xem nha. Ok, và HNT sẽ phải nạp ít vào đây để có thể mua thức ăn và làm thêm nữa. Và các bạn muốn HNT cho cái con gì ăn thì cứ việc comment bên dưới nha. HNT làm theo yêu cầu anh em thôi, vì thấy nhiều bạn thích cái con thuyền trưởng này cho nên là hôm nay cho nó lên nóc nhà luôn. Rồi, đây là hoa cỏ mùa xuân. Rất là nhiều bạn cũng yêu mến con này cho nên hôm nay chúng ta sẽ làm về ba con hệ heroic cực mạnh luôn. Ba con này là gọi là rất là hổ báo, hàng mới. Con này là mới nhì, con này là mới nhất. Mới mà cũng có mới nhì mới nhất nữa nha các bạn. Wow, máu của con thuyền trưởng lên level 33 nó lên tới 43.000 và sát thương gây ra cho tay bạn hiện tại là mười mấy ngàn. Có hình như là đáng lẽ mình được đánh thêm một lượt. À đúng rồi, cái lượt nữa không được sử dụng cái chiêu này. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ hốt nó. Cái chiêu này, cái chiêu này mình luyện được trong lò bắt quái cho nên nó khá là mạnh. Wow, 18.000, 18.000, 19 luôn. Cứ từ từ. Mình xúc nó được không ta? Xúc nó được, okay, xúc nó thì xúc nó luôn. Yeah, hiện tại là còn hai con hệ heroic nữa. Nguy hiểm quá. Wow, và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái tuyệt chiêu lá nha các bạn.
tấn công. Ui cha cha, con này nó mạnh đấy. À nhưng mà chúng ta quýnh một cái nữa là nó sẽ tắt thở. Wow, thuyền trưởng của chúng ta khi lên level 35 là có khác nha các bạn. Nó không còn là như xưa nữa. Anh ấy rất mới khen đó, mới định khen nó thôi, nó bị nhỏ dập tắt thở luôn. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng tới thần mộc Steam. Lên đường không lên. Trời ơi, cái con này nó lầy lội quá, nó không chịu lên. Sassy à. Cho cái con gọi là hoa cỏ mùa xuân ra cho các bạn thấy sức mạnh của nó. Hoa cỏ mùa xuân à, màu xanh nguyên người luôn. Nộ khí xung thiên cũng màu xanh luôn. Xanh tươi. Rồi xong. Giao cho hoa cỏ là nó đã đẩy một hit một, không tới hit thứ hai là chúng ta đã giành được chiến thắng rồi. Wow, anh đại này level 54 luôn. Anh này lớn mà vẫn chơi Dragon City giống tôi. Đây, thuyền trưởng của chúng ta. Thuyền trưởng của chúng ta sẽ toàn là con này đẹp này. Nói gì nói nhưng mà thấy cái màu xanh với cái màu trắng mà nó tươi vậy là anh ta thấy rất là đẹp luôn đó. Mặc dù level 30 nhưng mà máu lên mới có 14.000 thôi các bạn. Máu không cao. Cha cha, không giỡn được rồi, chúng ta phải nhờ tới sự giúp đỡ thôi. Bây giờ hai con này con nào đã giúp đây? Chúng ta cho đồng loại nó quất nhau. Chứ chúng ta không có nên rồi là lấy con khác. Lấy con khác đó, nhiều khi nó không có thú vị bằng. Còn 1.000 mấy này đủ sức để cân không ta? Không, không đủ các bạn ơi, nguy hiểm, nguy hiểm. Chết sâu, trời ơi, chết con sâu rồi. Cứ nghĩ đâu là đủ nhưng mà ai ngờ, biết đâu bất ngờ. Định là bất ngờ. Hai tay nghĩ là chúng ta sẽ giành được chiến thắng mà do cái con. Thôi nhưng mà thôi, chuyện đã lỡ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái cậu tiếp theo. Ô, cậu này thì không có hệ lụy. Level 15 ha, được tặng thêm một lượt đánh. Lên đường. Trời ơi, anh quýnh mà anh được tặng thêm lượt đánh là anh hổ báo luôn á. Ồ, con này là con 7-in rồng điện, rồng robot các bạn. Con này là dạng rồng robot. Đây, cho hoa cỏ mùa xuân ra cấu rẻ trước. Hai người ta sẽ cố gắng cho cái con thuyền trưởng của chúng ta cho nó lên level, rồi là nó lên chữ A cộng ấy, cho nó A cộng cho nó đẹp. Đây, xem nào. Xúc luôn, một em. Cái nó giống như là nó thả cái gì ta, nó thả con ong, con mật, con ong ấy. Giống như thả con ong ra nó hốt vào tao vậy. 14.000 luôn. Một hit không tới hit thứ hai, một hit thôi. Chuẩn men. Ui, hôm nay làm về cái sói ca này nhìn đã phết. Đây, và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái khu vực gọi là cái khu vực cấm địa, vùng cấm địa các bạn. Đây là 30 ba con. Không ổn. Đó mà chỉ A cộng hết là chúng ta quýnh không lại đâu. Bật cái khiên lên. Anh ta nghĩ chắc cái khiên nó được mở rồi chứ hả? Còn 1 phút nữa. Không cần khiên luôn, đấu cái trận này không cần khiên các bạn. Action. Chơi khô máu luôn. Và đây các bạn sẽ cùng nhau theo dõi chúng ta sẽ làm gì được đối với các bạn. Oh my god. Không giỡn được các bạn ơi. Ôi, cái con này mà nó giật 4 phát là coi như tắt thở luôn đấy. Chúng ta có chiều được đam. Xúc nó. Mày hả bởi 10.000. Mày ơi, 30 mấy ngàn á men. 30 mấy ngàn á. Rồng lửa. Ôi, con này nó tới chữ A cộng lần à, mà 2 sao nữa cho nên nó rất là mạnh. Mình chỉ có 17 thôi. Ôi, rung tim quá men. Trời ơi. Oh my god. Tại sao nó khôn phết thế? Hai con kia nó không có xài cái chiêu này mà tới cái con này nó lại xài cái chiêu này với anh. Trời ơi, thiệt tình là cái
ơi, nãy giờ cho hai con kia ra nhử để cho đập cái chiêu đó mà nó không đập. Không đập, bây giờ nó tới con này nó mới đập mới đau ấy chứ. Buồn quá men. Mới vô khai mạc thôi mà men quốc anh kiểu này đuối quá. Con này phan phan chúng ta có đam rồi. Đam. Yeah, thôi ui, rất là may mắn các bạn ơi. Hên quá men. Đam là chúng ta có thể đam hơn hai mấy ngàn đấy. Yeah, thế là thằng Long City Team vẫn còn sống. Chú ấy còn sống là chúng ta còn cơ hội. Thằng Long mà nó tắt là coi như là tắt luôn ấy. Tắt đại luôn ấy. Đây. Ồ, cái con này nó level 11 mà nó mạnh vậy à. Đây, để anh cho nó ăn lên nha các bạn. Cho lên level 15 luôn. Yeah, cho lên 15 đi. Nó hai con 15 một sao. Oh my god, không giỡn được, không giỡn được. Đẳng cấp tụi nó đều là L mà level 35 là chúng ta quýn không nổi đâu. Chúng ta quýn là đuối người luôn đấy. 26, 35, không được. Oh my god, cái gì vậy man? Mấy con này nó mạnh vậy sao đánh? Em hết game rồi mấy anh. Chắc phải chịu thua trận cho nó cho mình mấy cái con nhẹ nhẹ để đánh thôi các bạn ơi. Chứ mấy con này nó hổ báo quá, quýnh không lại tụi nó đâu. Đây. Em cho mấy anh luộc em luôn đấy. Em cho mấy anh luộc em chứ mấy anh mạnh quá rồi. Chứ A cộng thở cái đội hình này có thể không? Mà không chịu nổi đâu. Con này rồng đẹp nè. Nó hình như là cái mình nó giống như con rắn hay sao á, nhìn nó sao sao đó các bạn. Đúng không? Như là con sâu hay con rắn. Rồng nhưng mà sao quấn quấn nhìn kỳ phết. Đập đất thì giống như con khỉ ca. Là chúng ta vẫn ghẹo chọc cho vui. Nhưng mà chắc cái này phải nhường tụi nó thôi. Nó 62.000 máu, con kia của mình 69.000 máu. Bỏ ra solo nó đập tắt thở luôn. À đúng rồi, chúng ta sẽ ra bằng cái khiên. Một phút đã trôi qua rồi. Ok, rồng đại ca lên đường. Quýnh là phải giờ là trận này chắc coi như là chúng ta xé nháp rồi. Trận này coi xé nháp. Ra bật cái khiên lên các bạn. Đây cái khiên của anh đây. Yeah, anh đã được tăng sức mạnh. Và bây giờ anh sẽ vào chiến đấu đây. Đổi liền. Đây. Ba em siêu hàng khủng luôn. Level 30 hả. Xúc luôn. Mấy chú dám ăn hiếp anh à. Ok, ở chữ A cộng chữ A. Chơi luôn các bạn à. Này chúng ta phải có một cái khả năng tính toán là mới được. Chứ để quýnh mà quýnh hổ báo là quýnh mình chết. Mình biết mình đam là không có lên nổi cao nên là Ủa cái con này nó máu nó lên tới 32.000 luôn nè men. Ủa con rồng bạch tuộc mạnh phết vậy luôn à. Hả, anh ta không để ý luôn á. Anh cứ nghĩ đâu nó cũng thường thường, ai ngờ đâu nó mạnh ghê vậy. Nhưng mà máu nó trâu mà đam nó yếu xìu à. Kỳ vậy. Máu anh trâu mà đam anh yếu xìu vậy. Còn cái con mà máu thì ít, đam thì lại cao rồi. Rồi cho con thần long lên nó gặp phát cho tắt đi. Hai con nhỏ bé này nó gẹo chặt miếng. Wow, 12. Xem đam của anh đây. Hốt luôn, 39.000 còn 17. Trời ơi, 10.000. Mình dập nó cho nó lẹ các bạn ơi, chứ cái vụ này để căng quá. Chín ngàn, 27. Cho con quái này ra. Có tuyệt chiêu nào đam mạnh mạnh không men? 3.900 không giờ men. Men đam gì chừng nào người ta mới tắt thở? Nó đam cái kiểu này là hồi người ta quýnh nó tắt thở, tắt đài luôn ấy. Rồng bạch tuộc máu rất trâu mà đam rất bèo. Bổ lên. Thế con này thì sao?
vẫn không có gì khác biệt, nhưng mà được cái nó cấu máu con này còn khoảng 13.000, chúng ta ra lụm mạng coi như là ok. Yeah, thế là không có em nào phải hy sinh vì tổ quốc cả. Tổ quốc vẫn rất bình an luôn. Ba mảnh ngân cấp L. Ê chết rồi, chưa kịp nhìn đội hình tém bạn. Ôi chưa A cộng rồi man. Không có con nào được đam luôn hả man. Ơi mày hả mới. Máu trâu mà đam đừng có cao. Nó 14.000 luôn chứ. Cái này hơi bị thốn đó với anh. 20.000 và 25k. Cả sẽ cho lính ra đánh nữa. Mình đam khoảng 20. Ok. Coi như con này nó lãnh bớt một sát thương cho cái con kia. Để cho cái con kia nó còn lực nó sống nó ra. Dặn một cái nữa thì con này sẽ lên đường. Con này nó sẽ mất được 6.000. Không đáng. Chúng ta phải suy tính đủ các kiểu con đà điểu luôn chứ. Bây giờ là nó rất là khó khăn. Ôi thần long nữa ha. Gì vậy man. Hai rồng đấu nhau cờ. Bổ lên cho 21.000. Thôi còn 26 các bạn. Còn 26. Đây. Bạch tuộc ra tay. Xúc nó con nai. Đúng rồi. Ui ui nó quýnh mình. 17 ok. Chắc có lẽ là thằng Long đủ khả năng hạ rồi. Còn cái con bên trong kia anh không biết nó đánh bao nhiêu đây. Chúng ta còn 26.000 máu. Nó máu nó tới 45.000-17.000. Dậm nó tầm khoảng 1 phát 2 phát. Chắc có thể dậm được 2 phát. Thôi nguy hiểm rồi. Còn khoảng 10.000 thôi. Đổi liền. Cố lên nào men. Ôi đúng cái này hồi hộp phát các bạn ơi. Ok chịu được một đòn nữa. Chúng ta vẫn còn. Wow bàn tay ma thực vừa được tán luôn. 16. Cũng có 16k rồi men. Chạy ra súng đó. Yeah. Thần ơi. Victory liền. Ngồi tính toán mà đủ các kiểu con đà điểu. Và cuối cùng chúng ta đã giành được chiến thắng các bạn ạ. À. Rồi 40 bỏ. Level 40 là nó quýnh mình không cần suy nghĩ luôn á. Cái này khá là căng quá. 36. Level 36 là nó khá là mạnh rồi. Nó hơn mình mới level 35 mà. Action. Và như các bạn đang trông thấy thì chúng ta sẽ đối phó với một cái tem gì mà 58 các bạn. Hơi quá. Hai con này bèo. Hai con này thì chúng ta có thể đủ khả năng để cân nó được. Cân đo đong đếm đầu đủ các kiểu luôn. Nó mới cái chữ B thôi. Máu nó trâu mà đam nó không có cao. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể chiến đấu được. Ôi cha cha em ấy lên đường rồi. Tiếp theo là vẫn còn thần long. Con thần long này nó rất là lì luôn. Khi bật cái khiên lên rồi chúng ta mới cảm thấy được cái sức mạnh của nó. Lấy cái khiên ra thì nó mất hình như là khoảng 7.000 máu ấy. Không 7.000 máu. 47. Để xem hai em ta phải ngồi phải tính toán rồi đủ các kiểu luôn. Hại não thì do những cái con này nó không phải mạnh giống như là những cái con cho mà cho hai tay dắt mấy cái con hệ hắc của mình vô là mình đập nó gọi là tắt thở hết, gọi là một mình anh chấp hết luôn. Còn hiện tại quýnh với mấy con này phải ngồi suy nghĩ nhức đầu. Nó quýnh mình 8.000, mình quýnh nó có 4.000 nhưng mà chúng ta vẫn phải đánh. 3.900 không được 4 luôn ấy. Đây, bây giờ thì cho cái anh này ra để dàn xếp. 6/3. Ok, lên đường. Một hit nữa. Ở chúng ta còn được đánh trong đây nữa không vậy ta? Ai còn được một trận nữa nè man. Còn được một trận. Level 30 ba con. À đập cái rương này ra coi có cái gì trong cái rương cái đã. Mở rương rồi là mở quà đấy.
15 mảnh con này luôn, 8 mảnh con này. Ồ, 6 mảnh con này. Tính ra là hai anh ta đã được 65 mảnh cái con rồng đá rồi. 65 mảnh rồng đá. Ờ, 36 bỏ. 40 bỏ. Gì đâu mà tay mạnh phế thế. Gì sao chơi? Hết tiền rồi men. Trời ơi. Chơi khô máu luôn, bây giờ là chơi khô máu luôn rồi. Hết tiền rồi, không chơi lại với tụi nó được. Thần Long hả? Cố lên. Lên đường không lên. Lên hay không lên hay nói một câu. Không chịu lên các bạn, nó lầy quá. Thôi mình sẽ không lãnh sát thương của con này. Chúng ta sẽ đổi qua cái con này cho nó đánh nó cấu máu. Chúng ta vô chúng ta lụm mạng á, lụm và khi mà lụm xong á thì chúng ta sẽ nhận sát thương từ con khác. Mấy con kia thì level nó là 30, con này nó tới level 36 mà nó chữ A rồi. Khá là thốn. Quánh phải biết suy nghĩ chút xíu các bạn. Ôi kẹt thử. Thôi mém chết luôn sư tử man. Mém chết luôn đây. Lên đường. Mày 20.000. Tiếp theo là con rồng dao Rocco. 42.000 máu. Cấu cái này hơi bị chua chút xíu. Ten 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 ten. Ồ nó vẫn không chết các bạn à, lại lãnh sát thương từ một cái dao nữa rồi. Còn có 16.000 máu thôi, chứ này chua quá. Con này chữ C trừ, chắc là máu nó yếu. Ồ 20.000. À 20.000, con này 8.000. Nó quýnh mình một lần được 8.000, chúng ta quýnh nó là một lần được 3.700, 3.800. Càng quýnh thì chúng ta lại càng bị thiệt. Ồ mà cái con này đẹp phết luôn ấy. Không biết các bạn có để ý không chứ mình thấy ông cha ngọc gắn đại người nè, hai bên hai cục chà bá lửa luôn. Ui trời, thôi ơi thì chưa được đam. Yeah, cuối cùng thì chúng ta đã tìm được cách là vượt qua được cái tem rất là hổ báo từ hổ giáo. Mém nữa, hên là tụi nó không phải chữ A cộng nữa, chữ A cộng chắc mình bị dập lợi đấy. Và chúng ta không được đánh ở đây nữa luôn. Ok, để hai anh ta đi xem đây coi có đánh được không, không mở được ta. Ok, và các bạn xem video thì hãy cho hai anh ta một like, còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng cho một đăng ký luôn nha mọi người. Và đừng quên mở thông báo kênh lên để khi mà HNT ra video hoặc là up video các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và HNT đang live trực tiếp vào mỗi buổi tối vào lúc khoảng 7 giờ tối là 19 giờ đấy, 19 giờ tối. Tới khoảng 21 giờ, 22 giờ là tầm khoảng là 90 giờ. Và anh em đừng quên ghé ủng hộ HNT vào mỗi buổi tối nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.